Bí mật TikToker, tập 32. Phương Minh. Họ và tên: Nguyễn Trần Minh Phương. Cung hoàng đạo: cung bò kẹp 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 kẹp. Quê quán: không lòng vòng, đó chính là Hải Phòng. Dấu hiệu nhận biết: hello mọi người, lại là Minh đây. Phương Minh thích làm gì nhất lúc rảnh? Em sẽ ăn và ăn. Phương Minh sợ gì nhất? Sợ mập. Một trend TikTok mà Minh thích: Woman sure, bàn tay của em này em muốn cho mẹ xem, đôi bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Video nào của Minh có lượt tương tác khủng nhất? Một bài hát mà Minh có thể nghe cả đời: bài xe đạp của ca sĩ Thùy Chi. Minh thích xem video của TikToker nào nhất? Bóng tím, rỉm tìm phim. Nếu trên đời chỉ còn một món ăn thì Minh muốn đó là món gì? Ăn ốc, ốc 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 ốc. Một siêu phép thuật mà Minh muốn có: ngưng động thời gian. Đã biết làm chi không? Để em sẽ đi tới em quýnh tốt một con nhỏ em ghét luôn mà không bị phát hiện. Một nơi mà Minh muốn đặt chân đến: Sapa. Phương Minh thường làm gì khi đối mặt với các bình luận tiêu cực? Nghe chuyện ma. Phương Minh có điều gì muốn nhắn với các bạn muốn trở thành TikToker? Hãy cố gắng, đừng có bỏ cuộc và chắc chắn thành công sẽ đến với mọi người. I love you.